Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của trang trọng hay long trọng. Trang trọng nghĩa là gì? Trạng thái hoặc tính cách trang trọng, sự tha thiết, trọng lực, ấn tượng, sự trang trọng một lễ tăng cấp nhà nước, một buổi cử hành trọng thể, tiến hành nghi lễ hoặc hình thức đặc biệt các lễ trọng của lễ phục sinh. Lễ trọng công giáo là gì? Trong lịch phục vụ của nghi lễ Roma, lễ trọng là một ngày lễ cấp cao nhất thế kỷ kỷ niệm cuộc mầu nhiệm của đức tin của Chúa Ba Ngôi, một sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu, mẹ Maria hoặc một vị thánh quan trọng khác. Việc sự cử hành bắt đầu với buổi cắt thức vào buổi tối trước ngày thực sự của lễ. Làm thế nào để bạn sử dụng trang trọng trong một câu? Ví dụ về sự trang trọng trong một câu, sự trang trọng của dịp này, giọng của cô ấy truyền tải sự trang trọng của đoạn văn. Chính khách đến thăm nhà đã được chào đón với sự trang trọng thích hợp. Các buổi lễ long trọng công phu đánh dấu kỷ niệm 100 năm sự kiện. Trang trọng của Đức Mẹ có nghĩa là gì? Các lễ Mary, Tòa Thánh Mẹ Thiên Chúa là một ngày lễ của Đức Trinh Nữ Maria dưới khía cạnh của tình mẫu tử của Chúa Giêsu Kitô, mà các Kitô hữu thấy như Chúa, con Thiên Chúa của mình. Nó được cử hành theo nghi lễ thức La Mã của Giáo hội Công giáo vào ngày 1 tháng 1, ngày Bát Nhật của lễ Christmas Time. Lễ kỷ niệm quan trọng nhất của nhà thờ là gì? Chúa Nhật Phục Sinh. Đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm phục vụ. Trong đức tin Công giáo Roma, việc cử hành Chủ Nhật Phục Sinh bắt đầu bằng một thánh lễ vào chiều ngày thứ bảy tuần thánh, là ngày thứ bảy rơi vào giữa thứ sáu tuần thánh và Chủ Nhật Phục Sinh. Chủ Nhật Phục Sinh thường được kỷ niệm với một ngày lễ. Trang trọng có nghĩa là buồn phải không? Long trọng có nguồn gốc từ tiếng Latin làm long trọng, có nghĩa là chính thức, nghi lễ, suy nghĩ, nghiêm túc, giống như một biểu lễ trang trọng. Long trọng là từ mà hầu hết mọi người nghĩ đến để thể hiện nỗi buồn hoặc sự nghiêm túc, nhưng nó còn đi sâu hơn thế. Danh từ liên quan trang trọng đề cập đến chất, trạng thái, nghiêm túc và tôn kính. Tại sao chúng ta cầu nguyện với thánh tâm Chúa Giêsu? Lòng sùng kính thánh tâm Chúa còn được gọi là thánh tâm Chúa Giêsu, Sacrissimum Colessu trong tiếng Latin, là một những lòng sùng kính công giáo được thực hành rộng rãi và nổi tiếng. Trong đó trái tim của Chúa Giêsu được xem như một biểu tượng của Thiên Chúa, tình yêu vô bờ bến và nồng nàn đối với nhân loại. Chúa Nhật lễ lá có phải là một lễ trọng không? Chúa Nhật lễ lá là một ngày lễ có thể di chuyển của Cơ Đốc giáo rơi vào Chủ Nhật trước lễ Phục Sinh. Các lễ kỷ niệm khải hoàn của Chúa Giêsu vào Jerusalem, một sự kiện được đề cập trong một trong bốn phúc âm theo giáo luật. Chủ Nhật thường đặt theo những cây thay thế này, nhưng vào Chủ Nhật thường theo thuật ngữ chung của Chủ Nhật chi nhánh. Lễ ngũ tuần có phải là một lễ trọng không? Lễ ngũ tuần là một trong những đại lễ của giáo hội chính thống Đông Phương, lễ trọng thể trong nghi thức La Mã của giáo hội Công giáo, lễ hội của các giáo hội Luther và là lễ chính trong hiệp thông Anh giáo. Nhiều giáo phái Kitô giáo cung cấp một phục vụ và đặc biệt cho lễ thánh này. Trang trọng có phải là một cảm xúc không? Nếu bạn đã từng tham dự một đám tang, bạn có thể bị ấn tượng bởi tâm trạng yên tĩnh, nghiêm túc và trang trọng. Bạn có thể sử dụng từ trang trọng để mô tả bất cứ điều gì đó là thực sự nghiêm trọng và trang nghiêm. Tính từ trang trọng xuất phát từ tiếng Latin solemnis, có nghĩa là trang trọng trong nghi lễ. Tại sao lễ ngũ tuần lại quan trọng đối với giáo hội Công giáo? Lễ hội lớn kỷ niệm sự giáng thế của Chúa Thánh Thần trên các tông đồ và các môn đệ khác sau sự kiện Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh.
phục sinh và thăng thiên. Nó cũng đánh dấu một ngày sinh nhật, sự ra đời của giáo hội công giáo và sự khởi đầu của sứ mệnh đối với thế giới. Trang trọng có nghĩa là nghiêm túc phải không? Trang trọng là nghĩa là ai đó hoặc điều gì đó nghiêm túc, chân thành hoặc chấn tượng. Một ví dụ về sự trang trọng là vẻ mặt của ai đó khi lo lắng về một người bạn bị ốm. Một ví dụ về sự trang trọng là sự thực hiện một lời hứa nghiêm túc đối với ai đó. Trang trọng nghĩa là gì? Trạng thái hoặc tính cách trang trọng, sự tha thiết, trọng lực, ấn tượng, sự trang trọng của một lễ tang cấp nhà nước, một buổi cử hành trọng thể, tiến hành nghi lễ, hoặc hình thức đặc biệt các lễ trọng của lễ phục sinh. Tại sao Chúa Giêsu đến Jerusalem vào Chủ nhật lễ lá? Câu trả lời của tôi là Chúa Giêsu đã lên Jerusalem để thực hiện hai cuộc biểu tình. Đầu tiên là chống lại sự kiểm soát của lễ quốc La Mã đối với thành phố hòa bình, và thứ hai, chống lại sự kiểm soát của đế quốc La Mã đối với đền thờ của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chống lại thống đốc Phi-lát và thầy lễ tế lễ thượng thẩm Cai-pha của ông ta. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.